Rồi, hello anh em. Tiếp tục hôm nay là lô chữ T nha anh em. Đó, máy hôm nay toàn máy cọp cọp không nha anh em. Rồi, anh em chốt thì nhớ giùm em cái mã là T máy ha. Liên hệ vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha anh em. Đó, anh em chốt hàng thì cũng không cần phải đặt cọc tiền. Đó, giá trên đây em bao ship rồi. Hàng đến nay anh em được quyền kiểm tra, test nổ xong mới trả tiền cho cái người giao hàng. Và mình được tặng kèm theo là 6 món phụ kiện đầy đủ ha. Dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cản cỏ là đầy đủ 6 món cho anh em mình. Đó, bên em thì bán hàng bãi Nhật nha anh em, hàng bãi Nhật ha. Bên Nhật người ta sử dụng hết hạn. Đó ha, người ta sử dụng hết hạn xong rồi. Đó, người ta bỏ, bên em mua về. Đó, bên em mua về. Đó, kiểm tra máy, vệ sinh máy, xúc chỉnh bình xăng con là chạy là bán cho anh em. Còn ví dụ như nó có hư hay là nó có thai hay là có lai gì thì bên em sẽ báo rõ ràng chi tiết cụ thể cho anh em mình. Và anh em mình chốt hàng thì nhớ giùm em một điều lưu ý đặc biệt thật là kỹ giùm em, là con máy ở trên video như thế nào thì chừng nữa sẽ giao hàng chính xác cho anh em như vậy đó. Và cái phần nào anh em không hiểu, không biết thì nhớ hỏi trước giùm em trước khi mình đặt hàng đó. Trước khi mình đặt hàng thì mình hỏi kỹ ha. Còn đừng có đến nơi em ơi cây cần gì kỳ vậy, đầu bò gì kỳ vậy, cái đầu máy sao nó gì kỳ vậy đó, thì bên em không có biết nha. Mở cốp xe đó ha, mấy cái phần đó thì anh em muốn theo ý của anh em mình đó thì nhớ hỏi giùm em. Nếu như đúng ý của anh em thì em sẽ gửi, còn không đúng ý thì em sẽ không gửi và em sẽ chỉ cho anh em con máy khác ha, chứ bên em không dám gửi tầm bậy tại vì bên em không lấy cọc đó. Nhớ kỹ giùm em là một điều đó nghe anh em, bán hàng em đâu đó rất là rõ ràng đó. Rồi, máy hôm nay toàn máy VIP không anh em ơi, tên là 261, cặp máy đẹp như máy thùng luôn. Xin đi qua S26, xin đi qua 270 TU26, cặp cơm Mitsu 26, cơm cánh bướm nè, Magu 320 nòng 38 ly, Magu 26 34 ly ga bóp, Magu 26 trợ lực tum gời, Echo, Hitachi, Tanaka và một con là đầu tiên là con Hitachi ha. Rồi em nhắc lại nghe anh em, giá trên đây là em đã bao phí ship cho anh em mình rồi. Hàng đến nơi anh em mình được quyền kiểm tra. Đó, kiểm tra, test nổ xong mới trả tiền cho cái người giao hàng. Và con máy ở trên video như thế nào thì lúc anh em nhận hàng nó sẽ đúng như vậy. Còn cái phần nào thắc mắc không hiểu thì hỏi trước giùm em, chứ đừng có đến nơi rồi nói này nói kia thì nó phiền phức lắm nha anh em. Đó ha, em nhắc cái đâu đó là nó rất là rõ ràng. Rồi con T1 này là con Hitachi. Con này là 22cc nòng 32 ly. Máy móc thì cho anh em xài gia đình rất là ngon ha. Zin nguyên bản hết. Con này chạy chế ga ngang qua gồ một kim. Dúng bơm xăng nằm ở đây nha anh em. Mấy cái nắp e này nó đang thiếu, chừng em gắn đầy đủ ha. Cái con này thì cái le nó kéo xuống là anh em mình đóng nha. Ở giật nổ anh em mình mở lên. Con T1 này giá 1,2 triệu thôi. Máy còn khá là đẹp ha. Hitachi nè. Ở tâm liền anh em, hai tay lái ha, công tắc trên tay luôn, O là tắt, Y là mở, càng trắng cỏ, đầu bò zin nguyên bản hết. Rồi tiếp theo là con T2. Con T2 là con này là con Tanaka nha anh em, con này là con này to, con này hình như là 24 hay là 27 gì đó. Đem coi coi. Con này 24 nè nè. Tanaka 24 nha. Đó, Tanaka 24 nòng 33 ly. Đó, ủa xin lỗi anh em, nòng 34 ly nha, 24cc. Đó, con này thì giá của nó thì 1,3 triệu thôi nha anh em, giá khá là mềm ha, nòng 34 ly, 24cc, Tanaka, máy móc zin nguyên bản hết ha. Chụp giật của nó là có trợ lực nè ha, chế là cũng là chế quam gồ một kim, vú bơm xăng nằm bên hông. Đó, con này thì cái le anh em cũng kéo xuống là đóng le, giật nổ rồi xong anh em mình mở lên là chạy luôn ha. Máy rất là đẹp nha anh em, cực kỳ mới nha, bù mới tinh luôn. Đó, thấy không, Tanaka tùm liền, hai tay lái nè, cần trắng cỏ, đầu bò zin nguyên bản hết nha anh em.
rồi T2 1.3 triệu. Tiếp theo qua con T3 là một con này là Hitachi 21. Nồng của nó là 32 ly nghe anh em. Con này em bán cho anh em 1 triệu 2 thôi. Giá này em bán cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Chỉ là cái màu áo nó hơi xấu thôi, chứ con này đáng ra là nó của nó là 1 triệu rưỡi đến 1 triệu 6 là nghe anh em. Đó, con này là chụp giật của nó là có trợ lực lớn luôn nghe anh em. Chụp giật trợ lực lớn nè, chế quam gồ một kim ha. Đó, chụp giật trợ lực chế quam gồ luôn, máy đề cao luôn. Nhưng mà nó cái vỏ nó không được sáng. Em bán cái giá rẻ cho anh em 1 triệu 2 ha. Chứ máy móc là em bao cho anh em là hàng zin nguyên bản hết nghe anh em. Ở Hitachi tâm liền, hai ta lái ra chết, công tắc trên tay luôn ha, xuống là tắt, lên là chạy nè, cần zin trắng cỏ đầu bò đầu là zin thoải mái hết. Rồi T3 1 triệu 2 anh em. Tiếp theo là qua T4 ha. T4 cái dòng này là cái dòng Kyrgyz Echo. Con này là 220. Nồng của nó là 32 ly 22cc. Đó cho anh em xài gia đình nha anh em. Con máy này phải gọi là nó đẹp như một con máy thùng luôn nha anh em. Cái chân cỏ nó hơi nghiêng. Nó đẹp như một con máy thùng nha anh em. Nè. Đó thấy không? Dây dịch nè. Mới tinh nha anh em. Bình xăng lớn là trắng sáng ha. Con này giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Hàng sưu tầm luôn á. Ở 32 ly nghe anh em, 22cc, dòng máy đề cao ha, chạy rất là lợi xăng và máy nó chạy rất là đầm ha. Chế này là chế gan ngang, chế hai kim luôn nghe anh em. Đó, máy thì còn quá mới luôn anh nè. Tâm liền, bô đẹp. Đó, hai ta lái ra bóp hại luôn nghe nè, ra bóp hại ha, công tắc trên tay. Xuống là tắt, lên là chạy, cần trắng cỏ, đầu bò, đầu là zin hết nghe anh em. T4 1 triệu rưỡi nha. Rồi tiếp theo là T5 nghe anh em. T5 thì cái dòng này là cọp Magu 26 ha. Nòng 34 ly 26cc. Đó thì cái dòng Magu á, thì cái dòng máy đề cao, nó rất là bền, dễ nổ, lợi xăng, ổn định cao và hư sau này đồ nó nhiều. Là cái dòng máy Magu nghe anh em. Đó là 4 con luôn ha. Con này là 26 với lại là 320, không thuộc dạng to nghe anh em. Thì nòng của nó là 34 ly, nó thuộc dạng to. Thì anh em xài gia đình đập cước, chặt cỏ cứng đồ này kia là ok. Ở ngon lành hết nghe anh em. Và đặc biệt con này là chụp giật trợ lực và tum của nó là tum gầy. Anh em mình gáp được xịt thuốc ha. Máy thì nói chung là bao đẹp cho anh em nha. Bao đẹp, bao vip luôn. Bình xăng lớn là mới tinh ha. Chụp giật là trợ lực nè. Chế quam gồ một kim nghe anh em. Quam gồ một kim ha. Lốc có dập mất in da băng ở trên anh em thấy không. Ở con này giá 2 triệu mốt nghe anh em. Máy quá mới luôn. Ở tum gầy, tum nhôm nè. Ốc là còn 7 màu nghe anh em. Ốc là còn 7 màu ha. Con này thì phiên bản này là ta lái thấp, ta lái một tay. Anh em thích đỡ gì thì đỡ, còn không thích thì em gắn hai tay miễn phí nghe nè. Cần trắng cỏ, đầu bò, đầu là zin hết. Quá đẹp nghe nè. Rồi tiếp theo T6 và T7 ha. Thì cái cặp này là Magu luôn. Cặp này cũng là nòng 34 ly. 26cc, cặp này thì nó cũng phải gọi là xuất sắc. Đó, nó như máy thùng nghe em. Cặp này thì máy của nó là máy tum liền ha. Và đặc biệt của nó là nó xài là ga bóp hại nghe em. Nòng 34 ly 26cc. Đó ha. Con này thì hai con này thì quá vip rồi nghe em. Đó. Nè, cái số nè. Cái số bình xăng con nó là 32 nè. Nè, con này là 33 luôn, cũng như là trời sinh ra một cặp vậy đó anh em. Ở dòng Magu thì giới thiệu rồi nghe anh em, rất là bền, dễ nổ, lợi xăng, ổn định cao ha. Hai con này thì nó đẹp hơn. Con T7 thì 2 triệu mốt nè, con này thì 2 triệu ha. Áo nó hơi dính dơ xíu nè. Đó, tum của nó là tum liền nghe anh em, tum liền ha. Ở ga bóp hại, ở ga bóp hại hết ha. Ở ga bóp zin hết nghe anh em, bộ ga bóp rất là xịn sò nha. Cần đầu bò bao zin cho anh em mình nguyên bản hết nghe anh em. Con này luôn.
con này em nhìn không lầm là cái ngày sản xuất nó còn luôn nè anh em, 27 tháng 7 năm 2021 hay gì nè, đó anh em thấy không, đó quá tuyệt vời luôn. Rồi T8 là con này là con cọp nha nè, con này là con cũng là Magu ha, nhưng mà con này là Magu 320, nồng của nó là 38 ly, đó 32cc nha anh em, nồng 38 ly 32cc là nha anh em, lưu ý con này là máy lớn nha anh em, đó Magu 32 nồng 38 ly 32cc là nó thuộc cái dạng máy to máy khủng rồi nha anh em đó, nhưng mà cái thiết kế nó cũng không có bự lắm đâu, không phải mà kình càng như những con Trung Quốc đâu đó, nhiều anh thì không biết đó, cứ tưởng là con máy lớn là phải cái xác nó lớn, không phải, cái hàng này là cái hàng Nhật mấy anh, chứ không phải là như mấy cái hàng Trung Quốc nó làm cho cái áo tổ chản ra rồi anh em nhìn con máy nó bự ha. Đó anh em phải nhớ giùm em ha, cái đâu đó thì bên em bán rõ ràng trên video sau thì em bán vậy, em nhắc rất là kỹ ha. Đó rồi, con này là chéo quam gồ một kim nè, lóc dập chất mắt anh ra băng đó, máy móc thì ghim hết nha nè, ghim hết ha, con này 2,6 triệu nha nè, cần của nó là tum gời, tum nhỏ, tum nhôm nè. Đó, công tắc nằm dưới đây ha. Hai tay lái ra chết, cần đầu bò zin nguyên bản hết nha anh em, T8 2,6 triệu. Quá dồn. Ô còn đẹp luôn. Rồi tiếp theo là T9 và T10 là cặp máy này, là cặp máy siêu VIP nha anh em. Ở Genos Gomatsu 26, con này 2610, 2611, nói chung nó cũng như nhau thôi nha anh em. Lòng 34 ly, 26cc, cặp này mà anh em mà xài mà gia đình thật sự không biết cái đời nào mà nó hư luôn. Đó, ví dụ như sau này hư á thì nó vẫn có đồ phụ tùng mới cho mình thay hết, tại vì cái hàng này là có hàng Trung Quốc nhái, có luôn cái hàng thủy điện nhái ha, có Trung Quốc nhái, có hàng thủy điện nhái, nhưng mà hàng này là em bao cho anh em là mình là hàng Nhật Bản nguyên zin 100% ha, em chưa thay thế gì đâu nghe anh em, chưa thay thế gì đâu ha, đó chỉ là thay như những là xúc chỉnh bình xăng nè, nhiều con thì thay dây xăng đó, thay vú bơm thôi, chứ còn lại là zin hết nghe anh em, đó là mấy cái lặt vặt đó mà anh em nói đồ lô nó thôi rồi luôn đó ha, là thay dây xăng để lâu nó mục thôi đó, rồi thay vú xăng đồ này kia, vú bóp nhiều quá nó bể nè. Ở cặp này thì nói chung á, nó chạy mạnh, bốc bền, mạnh bốc bền lợi xăng, bởi vì nó mới nhái theo, mà nhờ cái nó nhái theo á, thì sau này anh em hư, là ba cái phụ tùng đó anh em đưa vô dừa hết, đó nồng bạc, bích tông, dên déo, chụp giật, IC, bình xăng con, rồi nói chung là toàn thể con máy luôn, đó ha. Rồi con T9 này là 2,1 triệu, còn T10 là 2,2 triệu anh em, T10 thì nó máy nó sáng hơn ha, đó. Đây, ta lái ha, con T9 là ta lái thấp nè, anh em thích thì để, còn không thích thì em lên hai tay. Còn con T10 hai tay anh em thích thì để, còn không thích thì nói em dặn gáp lên một tay được cho anh em hết ha. Cần đầu bò trắng cỏ zin nguyên bản hết nha anh em. Cặp này thì chạy bao bốc rồi. Bao mạnh cho anh em mình luôn. Quá tuyệt vời. Đó, T9 1,2,1 triệu, còn T10 là 2,2 triệu anh em. Tiếp theo là T11 ha, là dòng Mitsubishi TU26, nồng 33 ly, 26cc, con này là 2,3 triệu nha anh em. Đó, lóc của nó nhập là Mitsubishi luôn nè anh em thấy không? Đó, ở TU thì dòng Mitsubishi có TU, TL và TB là ba cái dòng máy ngon nhất của Mitsubishi anh em thường ưa chuộng và tin dùng và mua nó để xài, tại vì cái dòng này chạy bốc bền cực kỳ lợi xăng. Đó, và hư sau này đồ nó rất là nhiều, như TU, TL đồ này kia là phụ tùng, như là hơi là nó có bán hơi mới hết nha anh em. Đó, nhưng mà máy móc thì bên em bao zin cho mình em hết ha. Đó, như con này cũng là thay hai cộng dây xăng nè. Đó, chéo qua gồ một kim ha, chụp giật có trên là máy móc rồi là zin nguyên bản hết, cũng khá là đẹp nha nè. Đó, khá là đẹp, khá là mới ha. Cần của nó là tum gời, tum nhỏ, tum nhôm luôn. Đó, tum 260 nha anh em, quá tuyệt vời anh em thấy không? Cần không quá xịn luôn nè. Ốp eo cũng bao xịn cho anh em luôn. Đó, hai ta lái ra chết, công tắc trên tay luôn, xuống là tắt, lên là chạy. Cần đầu bò rồi là zin nguyên bản hết nha anh em.
Rồi T11 2.3 triệu. Tiếp theo là con T12, là con này là con siêu cọp nha anh em. Đó. Thật sự luôn, cái kênh em mà rất là lâu luôn. Đâu hình như là có 2 năm mới lên lại mấy cái dòng máy con cọp này. Đó, Cinewa 270, nòng 34 ly, 27cc nha anh em. Dòng này là thuộc dòng cọp của những anh em Bình Thuận ha. Chạy bao bốc, bao mạnh và cực kỳ là lại xăng nha. Máy móc đồ là zin nguyên bản. Con này là còn xúc sắc, còn đẹp can sao ban nha anh em. Còn xúc sắc, còn đẹp can sao ban luôn. Con này 2.3 triệu nha anh em. Đó, hàng này thật sự luôn là nó cũng gọi là cái hàng cọp, hàng hiếm. Nó còn hiếm hơn cả TL33 luôn anh em. Ở đây 270, con này em tuyển còn rất là mới nha nè. Mấy cái hàng đẹp này thì nói chung thì thích thì mua về bán thôi chứ nó không có lời bao nhiêu hết. Hai móc bô là còn vàng 7 màu nha anh em. Đó, cần nguyên cái cần quá đẹp luôn. Hai tay lái nè ha, ga bóp hại luôn nha nè. Ga bóp hại công tắc trên tay luôn nè. Xuống là tắt, lên là chạy ha. Cần đẹp quá đẹp, đầu bò đầu là zin nguyên bản luôn. Rồi T13 cũng là xin đi qua luôn nha anh em. Con này là nó là thuộc dạng cọp, nhưng mà cọp bên cái phần mà độ mạnh, độ lì, độ trâu bò thôi. Chứ nói về độ đẹp á thì con này nó không có nghe nè ha. Con này thì nói chung nó hình thức của nó là ok thôi. Đó, hình thức nói chung là đưa vô là nhẹ, dễ nhìn thôi. Chứ đẹp thì nó không đẹp ha. Nhưng mà bao cho anh em là bao mạnh. Nó chạy là cỡ như là 30cc nha anh em. Chạy bao mạnh, bao vip luôn. Nó là Cinewa S 26 ha. Con này là thùng xăng lớn, là em thay mới nè. Chế là chạy chế qua gồ hai kim nha em. Máy thì nói chung hơi đẹp. Đó, quá đẹp luôn á. Ở nhưng mà cái màu thì nói chung ok thôi, xấu không xấu, đẹp không đẹp. Đó, bô là còn trắng nè ha. Đó, tâm nhôm. Công tắc đây ha. Đó, con này thì hai tay lái nè, và ống cần của nó là ống cần 26. Ti của nó là ti 7 khía, anh em gắp được sạc cỏ, xới đất xới cỏ đồ này kia rất là ngon nha. Dòng này là ông chùm. Ông chùm của máy cắt cỏ 34 ly nghe anh em. Đó ha, ông chùm, không có con nào mà chạy qua được con này đâu. Rồi tiếp theo là T14 và T15. Là hai con này là hai con siêu cọp ở Mitsubishi TL261, nòng 33 ly, 26cc. Cặp máy này là phải gọi là siêu đẹp, siêu cọp, nó siêu vip luôn anh em. Siêu đẹp, siêu cọp, siêu vip ha. Đó, hai con này là phải gọi là xuất sắc, tuyệt vời, đẹp can sa bang, và máy móc đồ là nguyên zin hết. Đó, máy móc rồi là nguyên zin, nguyên bản hết như nè. Chạy chế qua một gồ hai kim nè. Đó, lóc dập mắt in ra băng anh em thấy không. Bình xăng lớn rồi là zin nguyên bản ha. Con này thì nó được cái chế tay đỏ với lại là xả áp nè. Đó ha, em bán đồng giá 2.6 triệu một cây. Anh em lấy cái nào lấy. Hai con này là hai con hàng cọp, hàng vip, hàng tuyển anh em. Giá này là nói chung là rẻ chứ không có mắc. Thật sự luôn, giá này là rẻ nha anh em. Đó, anh em cứ coi những cái kênh khác người ta đó thì anh em cứ hỏi giá thì anh em cũng biết thôi. Đó, thì nói chung thì cũng là những anh em mua bán với nhau thôi. Đó, anh em thích chỗ nào thì mua chỗ đó thôi ha. Chứ đừng có ở bên đây bán giá này, bên kia bán giá kia. Anh em thích chỗ nào thì anh em ủng hộ chỗ đó thôi. Đó ha. Hai ta lái này, ga chết, công tắc trên tay nè. Con này thì thiếu nên em gắn vô đầy đủ ha. Cần đầu bò đồ là zin hết nghe nè. Đó, máy móc bao zin nguyên bản hết. Nữa dây tắt đồ gáp đầy đủ nha anh em, tại vì làm chưa kịp. Dây tắt đồ làm đầy đủ cho anh em ha, tại vì làm chưa kịp đó. Rồi anh em chốt máy liên hệ vào số điện thoại giùm em ha, là 0972
0949 547. Anh em xem và nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau.